Nguyên nhân thì mình cũng gặp làm vườn nên là cũng gặp phải hiện tượng như này, đó là bị sâu đục thân. Và cái sâu đục thân là nguyên nhân là do cái con xén tóc. Các bạn biết con xén tóc, nếu các bạn ở quê thì sẽ biết được cái con xén tóc. Cánh nó rất là cứng và đặc biệt nó hai cái răng rất là cứng, và khi nó mà đậu vào cây thì thường là nó để trứng ở đó, thì sau nó sẽ nở thành sâu và sâu nó sẽ đục vào cái thân thân đó. Mà để đây bây giờ mình vừa cắt ra này, vừa cắt chẻ đôi ra để mình tìm xem có con sâu không. Đây mình vừa chẻ đôi ra nhé, và mình đã phát hiện ra một cái con sâu đục thân ở trong này, các bạn nhìn rõ không nhỉ? Đó đấy, đây chính là cái nguyên nhân này. Và cái con sâu này, sâu đục thân này, nó có cái răng đặc biệt cứng đấy, nó đục từ bên ngoài vào đấy, mình không để ý nhá, nó đục từ bên ngoài vào vào và nó ăn, bắt đầu nó ăn lây lan ra, nó đục lên suốt cái thân của nó và làm cho cây bị chết và khô héo đấy. Đây chính là cái nguyên nhân là do cái sâu đục thân nhá, nó đục từ ngoài vào và nó ăn dọc cái thân này, và cái cành này cũng vẫn chưa héo hẳn đây, nhưng mà không thể là cứu chữa được nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thì mình đã phải cắt bỏ đấy, và mình đã phát hiện ra một con sâu như thế này, rất là lãng phí này, rất là tiếc này, con sâu này. Trời ơi, sao mày lại đục mất cây hoa hồng của tao? Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Quay sát lại nhá. Đây, nó bé tẹo này mà nó làm hại cả con, hại cả cái cành hồng đấy các bạn ạ. Vậy thì để hạn chế và phòng chống hiện tượng sâu đục thân đấy, thì chúng ta phải làm sao? Thì nếu mà các bạn mà có ít ấy, các bạn trồng chơi mà có ít cây hoa hồng cũng như là các loại cây khác, thì các bạn hãy nên quét vôi đấy, vùng dùng vôi cục, sau đó chúng ta tôi ra, sau hòa với lượng nước tương đối đặc, sau đó chúng ta lấy chổi và quét xung quanh gốc nhé. Tại vì vôi này nó sẽ nồng và đắng, làm cho cái con sâu nó không 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 muốn đục cái gốc, cái thân mà có dính vôi. Thì đây là một trong những biện pháp ngày xưa, thì ngày xưa các cụ cũng đã làm cái biện pháp này rồi. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, nó đục rất là khỏe này, để nó chui vào xong bên phía trong. Đấy, con sâu bé tí này và sau nó sẽ lớn dần. Đấy, con này là còn nhỏ thôi mà nó đã có sức mạnh ghê gớm như thế này rồi. Vậy nha, các bạn hãy lưu ý để phòng tránh sâu đục thân trên cây hoa hồng, thì chúng ta nên dùng vôi tôi, sau đó chúng ta quét đấy, pha ra nước này, quét tương đối đặc để tránh hiện tượng sâu đục thân. Thì nếu mà chúng ta bị mắc phải thì rất là khó cứu chữa, khó khi phát hiện ra rồi thì cây nó đã bị chết rồi đấy, không thể cứu được. Thì thì phòng chống làm như vậy đối với những cây hoa hồng mà to như này thì thật là cực kỳ lãng phí và tổn thất cả về kinh tế lẫn về cái công sức của mình bỏ ra, rất là tiếc đúng không ạ? Rồi sau mình sẽ loại bỏ cái con sâu này nhá. Đấy, hôm nay ra vườn nhìn thấy hoa nở rất là đẹp. Tuy nhiên thì lại thấy một cái cây hồng thật lớn, dáng chi thân to như con tay cái, héo thì mình nhìn thấy ở gốc. Phát hiện ra đó chính là sâu đục thân. Thì cũng chia sẻ với các bạn cái điều này. Hoa rất là thơm này. Hoa cực thơm luôn đấy. Đây, bên này cũng hoa rất là nhiều này. Cây rất là cao. Cây này cao khoảng gần 2 mét đấy. Đấy, chùm hoa này.
cái cây vừa xong của mình nó to như cái cây một thân này này, vừa xong cắt đấy, nó to như cái cây này, cực kỳ lãng phí luôn. À, cây này thì cây của mình một thân dáng chi này, mình sau đó mình sẽ phải cắt bỏ những cái cành nhánh để cho cây nó phát triển. Đây, chúng ta nên cắt bỏ cành nhánh này. Đấy, vừa rồi thì mình vừa chiết vừa cắt bỏ những cái cành nhánh như này để tạo ra được một cái cây chi râu đấy, hồng một thân hay còn gọi là chi râu này, hoặc là hồng thân gỗ, nhưng mà mình cũng không thích gọi tên hồng thân gỗ đâu, nghe gọi sang chảnh quá nhỉ. Hồng thân gỗ, thực ra nói hồng thân gỗ nghe ghê gớm quá đúng không ạ? Chẳng qua là cái hồng một thân chúng ta cắt tỉa tạo tán tạo thành một cái cây hồng một thân thì lâu năm nó có thể to tới ngón chân cái hoặc là to hơn thì người ta gọi là hồng thân gỗ. Nhiều bạn hỏi thì bảo cây mấy chục nghìn có hồng thân gỗ không thì cũng không biết trả lời như nào, vì nhiều bạn là cũng không biết hồng thân gỗ nó là như thế nào nữa. Rồi cái video của mình chia sẻ và giới thiệu về cách phòng chống hoa bệnh đục thân ở trên cây hoa hồng đến đây là tạm dừng. Nếu các bạn đang xem video mà thấy hay ý nghĩa thì hãy like và chia sẻ cho mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh để được đón xem nhiều video mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Wow, hoa hồng ở ngoài vườn nhà mình đã nở hết rồi các bạn này. Ở ngoài vườn thì mình để cho nó nở tự do, mình cũng không cắt để cho nó đúng Tết đâu. Cứ mỗi đợt hoa tàn thì mình cắt bỏ. Đây, những cây hoa hồng nó nở hết rồi, hồng đào và hồng bạch ho này. Đấy, hoa trong vườn thì đã nở rực rỡ rồi, đào, bạch ho và cả hồng Sapa nữa, và một số loại hồng khác này đang nở bung này, rất là thơm nhá. Đó, những cây này nở hết rồi. Đây, cả hoa hồng nhung nữa này. Đây, hoa hồng nhung này. Ôi, chỗ này nhiều hoa quá, rất là nhiều nhá. Hoa hồng đào này. Ồ, rất là thơm này, ngào ngạt luôn đấy. Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều nụ nhá. Những cái nụ nhỏ này thì có khi là đến Tết nó mới nở đấy. Nghe nói là chiều tối nay bắt đầu có gió mùa, tức là thời tiết lạnh thì nó sẽ nở chậm hơn. Nếu mà nóng như này thì những cái nụ như này thì khoảng vài ngày nữa là nó sẽ nở hết. Đó, hoa hồng đào này. Và vừa xong mình ra vườn thì thấy một cành hoa hồng to như là ngón tay cái đấy. Nó đã bị khô héo và mình đã cắt bỏ, rất là tiếc nhé. Cây dáng chi của mình này. Đấy, vừa xong mình cắt đây. Cái cành rất là dài, chiều cao lên tới hàng mét ấy, thoát thân ấy. Đấy, đây này, mình cắt ra đây này. Đó, rất là tiếc nuôi được cái cây hoa hồng này mà lại bị tự nhiên bị héo này. Thì mình biết rõ đó là nguyên nhân tại sao, thì trong video này mình sẽ chỉ ra cái nguyên nhân và cái cách khắc phục để phòng chống, để cho cây cành hoa hồng, cây hoa hồng đỡ bị hiện tượng như này các bạn nhé. Đây, cành này này, đây nó bằng ngón tay cái rồi này. Đó, và mình đã cắt mất một gang rồi. Đến cái chỗ phần cắt đi chỗ này là khoảng một gang nữa, là 4 này, 6 này, 8. Cái này là tận 80 phân đấy, thoát thân 80 phân. Và kể cả cái đoạn gốc của nó khoảng 10 phân nữa là đến gần 1 mét rồi. Rất là tiếc cái cành hoa hồng chi này.